mời anh em cùng nghe một chút. Con này bao hay, bao khỏe cho anh em nhé, về chất âm và bao cả đẹp, bao zin luôn. 1 trong những mẫu âm ly trùm sò của dòng Onkyo, dòng chữ ký. Theo em lên những ngôi bên trái loan đi, chén lan chén ngọc đắm chìm sông sông, mặt trời vàng và mắt em nâu, cho anh gửi Huế một câu thơ. Mặt tiền đẹp xuất sắc, bề ngang của sản phẩm thì chắc tầm 46-47, gần 47cm anh em nhá. Chiều cao 16, chiều sâu là tầm 36-37cm. Đây là mặt B. Mặt B. Mời anh em nhìn tiếp mặt sau. Đẹp từ trước ra sau, từ sau ra trước. Âm ly này đặc biệt là còn có cả chức năng bao rể, pre main. Đó, làm pre được. Số series là 0476, 100V, 200W, sản xuất tại Nhật Bản. Đánh những dòng loa cổ hết ý luôn. Hết ý luôn. Ba cầu loa ABC. Tôi sẽ mời anh em xem nội thất của em nó ở đoạn cuối video. Hoa đã tìa bên phê. Đang phối ghép vào một con Omero đôi loa của dòng Onkyo. Đôi loa có giá 12.500.000, bát 32. Đây là cầu loa AB A+C đó. Chỉnh bát chép. Cái này anh em gạt hết lên trên hoặc là để so le đó. Để giữa sẽ không có tác dụng của bát chép. Còn đây là những cái cắt tần lao lớt, mù tinh, tiếng nhỏ. Cân loa, những cái này mình để giữa, đang chạy đường AUX1, tiếng y phang phác anh em nhá. Trong ngày xưa của tim em không thể. Ok, bây giờ mời anh em nhìn chút nội thất để thấy nó phê như thế nào.